Running Man Việt Nam 2 tập 7 bắt quả tang hành động siêu ngọt ngào của Ngô Kiến Huy dành cho Lan Ngọc. Như thường lệ, tối chủ nhật hàng tuần là thời gian được các fan Running Man Việt Nam 2 chơi là chạy mong đợi nhất, bởi tập mới sẽ chính thức lên sóng sau cả tuần chờ đợi. Trong Running Man 2 tập 7 vừa phát sóng, khán giả sẽ biết được liệu cuối cùng đội yếu đuối bao gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Trường Giang, Vương Phạm, Caric có chiến thắng được đội sức mạnh có Thúy Ngân, Trương Thế Vinh, Liên Bình Phát và Ngô Kiến Huy hay không. Sau nhiều phần chơi khác nhau như thi nhặt quần hoa trên bãi bùn, kéo co tập thể trên bùn, đu xà tìm đồ, thì hai đội tiếp tục đến phần thi xé bảng tên truyền thống. Luật chơi của phần thi xé bảng tên lần này là hai đội sẽ luân chuyển vị trí phòng thủ, tấn công sau mỗi 10 phút. Những người chơi còn sống sót đến cuối chính là kẻ mạnh Trương Thế Vinh và cặp đôi non nớt Ninh Dương Lan Ngọc Caric. Dù cho áp đảo về số lượng nhưng rất tiếc, may mắn không mỉm cười với cặp vợ chồng son của Running Man Việt Nam 2, Trương Thế Vinh với sức bền và sức mạnh đáng nể đã cầm cự thành công cho đến khi được chuyển sang làm đội tấn công, một cái kết mà ai cũng dự đoán được, Lan Ngọc lập tức thất thủ ngay sau đó. Kết thúc một cuộc chiến khốc liệt với voi biển, bé mèo Lan Ngọc nằm sụi lơ trên nền cát vì quá mệt. Lúc này, khung hình nhanh chóng lia sang trận chiến sống giữa Trương Thế Vinh và Caric. Tuy nhiên, nếu tinh ý, bạn sẽ bắt gặp được khoảnh khắc ngay khi Lan Ngọc vừa buông xuôi và nằm trên nền cát mặc kệ hình tượng ngọc nữ, thỏ đen Ngô Kiến Huy lập tức chạy đến và tinh tế kéo áo xuống giúp cô em gái. Khoảnh khắc này chỉ thoáng qua vài giây và được quay từ góc khá xa nhưng không khó để đoán được Ngô Kiến Huy có lẽ sợ cô em gái thân thiết bị hớ hênh trước ống kính. Dù sao thì lúc đó cũng chưa biết rõ góc quay được lấy thế nào, có vô tình bắt được khoảnh khắc nhạy cảm hay không, nên anh chàng đã chẳng nghĩ nhiều mà bay ra giúp đỡ bé mèo ngay và luôn. Duy Mạnh nói gì trước thông tin bị khán giả tấn công ở Phú Quốc khi đang hát bài Tôi Không Sao Kê Đâu? Cụ thể, các diễn đàn đồng loạt chia sẻ một nội dung cho rằng chủ nhân ca khúc Tôi Không Sao Kê Đâu hát ở Phú Quốc bị khán giả lấy ghế hành hung. Mặc dù chưa rõ thực hư và vẫn không có thêm bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Duy Mạnh bị khán giả tấn công, song thông tin này đã khiến cho không ít người ngỡ ngàng. Sau đó, các bài viết được lan truyền mạnh mẽ trên mạng với nhiều bình luận trái chiều. Cách đây ít phút, chúng tôi đã liên hệ với phía ca sĩ Duy Mạnh và phía nam ca sĩ có phản hồi chính thức liên quan thông tin gây xôn xao. Theo đó, đại diện ca sĩ cho biết tin đó là tin vịt thôi em, tin không đúng sự thật, toàn các trang lá cải đăng. Hết hạn hợp đồng với GAM, cộng đồng bất ngờ khi hóng thông tin Levi sẽ thi đấu tại LCS vào năm 2022. Mới đây, người đi rừng số 1 của VCS Levi đã tiết lộ anh đang tìm kiếm cơ hội để xuất ngoại thi đấu ở một trong 4 khu vực lớn trên thế giới. Cụ thể hơn, Upcomer chia sẻ rằng Levi đang rất chú ý đến LCS, giải đấu liên minh huyền thoại hạng 1 của Bắc Mỹ. Về phần Levi, tuyển thủ này sẽ hết hạn hợp đồng với GAM vào ngày 15 tháng 10, ngay trước VCS mùa đông, một ngày, theo thông tin từ cơ sở dữ liệu của Riot Games. Tuy nhiên, có nhiều nguồn tin tiết lộ tuyển thủ này vẫn sẽ thi đấu tại GAM trong giải đấu VCS mùa đông năm 2021. Đến chính Levi cũng xác nhận chuyện này. Tôi sẽ kết thúc năm 2021 với GAM ở giải đấu VCS mùa đông. Trong thời gian đó, tôi vẫn tìm kiếm cơ hội thi đấu ở nước ngoài cho mùa giải 2022. Mục tiêu của tôi là giành chiến thắng trong giải đấu mà tôi tham gia để có cơ hội góp mặt tại MSI và chung kết thế giới. Levi nói về cuối năm 2021. Trong quá khứ, Levi từng thi đấu tại LCS trong màu áo của 100 Tewer, nhưng không đạt được nhiều thành tựu. Nhiều fan Liên minh Huyền Thoại đánh giá vị trí đi rừng cần giao tiếp rất nhiều với 4 người đồng đội còn lại, rào cản ngôn ngữ có thể đã hạn chế tầm ảnh hưởng của một ngoại binh như Levi tại LCS. Vậy nên, nhiều fan dự đoán Levi vẫn quyết tâm trở lại LCS một lần nữa để tạo ra những thành tựu đáng nhớ tại khu vực này. Bên cạnh đó, một tuyển thủ khác của VCS là Slider cũng được dự đoán là sẽ xuất ngoại thi đấu tại khu vực LCS hoặc LCS Academy trong mùa giải tiếp theo.